hãng sản xuất robot công nghiệp vừa trình làng hàng loạt công nghệ và sản phẩm mới tại triển lãm robot quốc tế đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là nỗ lực nhằm chinh phục thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới này. Hơn 300 hãng sản xuất robot công nghiệp trên khắp thế giới đã có mặt tại China International Robot Show 2015, diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7. Xu hướng của ngành sản xuất robot công nghiệp năm nay là những thiết kế nhỏ gọn hơn và có chuẩn an toàn cao hơn. Ở tốc độ 1 mét một giây, khi con robot này đụng phải ai đó, nó sẽ tự động phanh lại. Vì vậy, nó rất an toàn và có thể hợp tác tốt với các kỹ sư. Cỗ máy của hãng Gaitec khác biệt với các cỗ máy cánh tay robot thông thường ở chỗ. Nó được điều khiển bởi một động cơ rời và không gắn trực tiếp với các động cơ này, làm tăng tính tiện gọn của robot. Một hãng sản xuất robot công nghiệp khác là Komau đến từ Ý. Hãng này cho biết robot công nghiệp thế hệ mới không chỉ phải có độ bền và độ chính xác cao, mà còn phải nhanh hơn và nhỏ gọn hơn. Tại Trung Quốc, nhu cầu robot công nghiệp đang gia tăng. Năm ngoái, doanh số robot công nghiệp tại nước này đã đạt 56.000 robot, tăng 55% so với năm 2013. Đây là biện pháp mà các nhà máy đang tìm đến trong bối cảnh thiếu nhân lực kỹ thuật cao. Chỉ riêng tỉnh Quảng Đông hiện đang cần từ 600.000 tới 800.000 kỹ sư.